Rồi, hello mọi người nha. Rồi, Việt Lao TV đây. Rồi, hôm nay mình giới thiệu với mọi người một cái cạc này ha. Cạc này hôm nay mình cũng sử dụng được hơn 6 tháng rồi. Mình thấy nó rất là ổn định ha. Thì cái này là cái cạc len 4 bọt ha mọi người. Thì mình mua trên Lada là khoảng 400.000 ha. Rồi, thì trên thị trường thì một số cạc sử dụng chip Intel á, 4 bọt ha. 4 bọt 1GB á thì giá trên 1 triệu ha, từ 1 triệu cho đến 1 triệu 2, 1 triệu 4. Thì cái này bán thì hàng có Intel thì nói chung là chất rồi ha. Nhưng mà ở đây mình muốn giới thiệu cho mọi người thêm một cái sản phẩm. Cái này thì chắc chắn là của Trung Quốc rồi. Sử dụng chip Ritec ha mọi người. 4 bọt 1GB. Đây mọi người thấy ha. Nhìn đóng cách đóng hộp cũng khá đẹp nha. Rồi từ từ mình sẽ mở ra. Đây là cái mã của nó ha. Đây, có cho mình cái miếng chặn nè, loại mình lắp cho cái cây mini á, như kiểu đeo hay là con HP 6003 Pro đó. Mình lấy cái thùng mà nhỏ gọn á. Đây cái đĩa này, đĩa Private. Rồi hết ha mọi người. Thì hôm nay mình sẽ trước giờ mình sử dụng cái cạc này để mình làm cái firewall Curio ha, Curio Control. Rồi thì hôm nay mình sẽ sử dụng cái cạc này nè, mình sẽ lắp vào một cái máy khác, mình sẽ cài bếp sen ha, để giới thiệu với mọi người. Thì tại sao mình giới thiệu cái cạc này? Thì tại vì mức giá nó hợp lý. Quan trọng là mức giá ha. Mấy anh em mình mua về nghiên cứu cũng được, thậm chí là triển khai cho doanh nghiệp cũng được ha. Mình đã sử dụng rồi, thấy nó rất là ổn định, hơn 6 tháng rồi ha. Thì con này mục đích là để mình sử dụng cho cái gọi là PC router ha. Bốn bọt ha mọi người. Bốn bọt khoảng là 400.000, thì coi như một bọt là 100.000 ha. Đây mình mở luôn nha. Hơi chắc. Đây. Đây là cái miếng chặn ha, dùng cho những cái cây mini, bỏ qua bên. Rồi vậy thôi. Đây mọi người thấy ha. Chất lượng là nó là đẹp lắm nha mọi người, không phải cảm giác là giá rẻ đâu ha. Đây chân cắm PC address ha, một ít ha. Rồi, mình chỉ giới thiệu sơ với mọi người ha. Ai có nhu cầu thì link mình mua hàng mình để ở dưới á. Nói chung là giá rẻ mà hoạt động ổn định nha, chứ không phải giá rẻ mà cù bắp nha mọi người. Rồi thì mình sẽ sử dụng cái cạc này ha, để build cái thằng bếp sen như là Curio Control đó. Giờ giới thiệu với mọi người ha. Rồi video đến đây là chấm dứt nha mọi người. Rồi, hẹn gặp mọi người vào video clip tiếp theo ha. Đây ở đây mình có con Mirotic đó nè. Rồi vài bữa nữa sẽ phối hợp ha, xong rồi hướng dẫn mọi người cấu hình. Rồi xin chào mọi người nha.
Hẹn gặp lại mọi người vào video clip tiếp theo.